Đây là tỉnh giàu có bậc nhất Trung Quốc. Nó giàu tới mức độ nào? Thôn giàu nhất Trung Quốc nằm ở đây. Trấn giàu nhất Trung Quốc nằm ở đây. Huyện giàu nhất Trung Quốc cũng nằm ở đây. Địa cấp thị giàu nhất Trung Quốc vẫn nằm ở đây. Đồng thời nó cũng là một tỉnh có sự phát triển cân bằng nhất Trung Quốc. Và tỉnh mà hôm nay chúng ta nhắc đến chính là Giang Tô. Đây là Giang Tô, năm 1667. Nó được hình thành từ một phần của phía đông tây tỉnh Giang Nam trước đó. Được đặt tên từ việc ghép hai từ Giang Ninh phủ và Tô Châu phủ. Về mặt địa lý, Giang Tô tiếp giáp với Sơn Đông, An Huy, Chiết Giang và thành phố Thượng Hải. Từ xưa tới nay đây là nơi hội tụ của văn hóa, kinh tế của Trung Hoa. Hôm nay chúng ta cũng nói về thập tam thái bảo của tỉnh Giang Tô. Nhất Thành Sở Phong Hán vận, Thiên niên thi họa Từ Châu. Đây là địa thị Từ Châu của tỉnh Giang Tô. Từ Châu có cái tên trong lịch sử là Bành Thành nằm ở, ở giao giới của bốn tỉnh phía Bắc của tỉnh Giang Tô. Năm 2022, kinh tế của Từ Châu đạt 845 tỷ nhân dân tệ, nó nằm ở giữa bảng xếp hạng của tỉnh Giang Tô. Đây là một địa thị văn hóa và lịch sử cấp quốc gia của Trung Quốc. Là địa thị có nền kinh tế lớn nhất ngũ hồ phía Bắc Giang Tô, một trong những nơi xuất hiện nền văn minh sớm nhất của Giang Tô, thuộc cửu châu trong lịch sử Hoa Hạ, với 6.000 năm văn minh và 2.600 năm xây dựng. Đây là quê hương của Hán Cao Tổ, Lưu Bang, Lưu Bang là người Trung Dương, ấp Phong, huyện Phát, mà hiện nay là huyện Phong thuộc Từ Châu. Sau khởi nghĩa Trần Thắng, Lưu Bang tập hợp 3.000 binh mã đánh chiếm huyện Phái và tự xưng là Phái Công. Sau này từng bước thành lập nhà Hán. Trong lịch sử, đã từng có 11 vị hoàng đế đến từ Từ Châu. Ngoài ra Tiêu Hà và nhiều người nổi tiếng khác cũng đến từ Từ Châu. Từ Châu cũng được bệnh danh là thủ phủ của máy móc xây dựng tại Trung Quốc, cụm công nghiệp máy móc xây dựng do công ty Từ Quang đại diện cho ngành công nghiệp tại Từ Châu quy mô của nó ở tầm đẳng cấp thế giới. Công ty từ quang hiện tại đứng đầu trong ngành công nghiệp máy móc xây dựng tại Trung Quốc. Sản phẩm của công ty đã xuất khẩu đến hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Về giáo dục, Từ Châu có trường đại học công nghiệp khai khoáng Trung Quốc. Đây là trường đại học thuộc nhóm 211 nổi tiếng. Ngoài ra còn có Đại học Sư phạm Giang Tô và Đại học Y khoa Từ Châu cũng nổi tiếng. Một thành phố của núi, biển, kinh kịch và nghìn năm văn minh của Cảng Thành. Tiếp theo chúng ta cũng đến với Liên Vân Cảng. Liên Vân Cảng còn được gọi là Hải Châu hay là Cảng Thành trong quá khứ. Mặt hướng ra đảo Liên, lưng tựa núi Vân Đài và còn là một hải cảng nên nó mới có tên là Liên Vân Cảng. Liên Vân Cảng là một thành phố bao gồm núi, biển và cảng kết hợp với nhau tạo nên thành thị. Được xem là nơi có môi trường thuận lợi nhất của biển Đông Hải, Liên Vân Cảng là một trung tâm giao thông toàn diện, nó có lợi thế kết hợp giao thông đường biển và đường bộ. Hoa Quả Sơn của Tôn Ngộ Không trong bộ phim Tây Du Ký chính là ở Liên Vân Cảng. Vì có bộ phim Tây Du Ký mà Hoa Quả Sơn trở nên nổi tiếng. Hiện nay đây là một danh thắng cấp 5A của Trung Quốc. Hoa Quả Sơn tọa lạc tại khu vực có tổng diện tích là 75,39 km vuông, có 136 đỉnh xếp chồng lên nhau theo từng lớp. Đỉnh Ngọc Nữ của Hoa Quả Sơn là đỉnh núi cao nhất của tỉnh Giang Tô với độ cao 624,4 m so với mực nước biển. Huyện Đông Hải được bệnh danh là thủ phủ của Thạch Anh cũng nằm tại Liên Vân Cảng. Thạch Anh ở Đông Hải nổi tiếng với chữ lượng lớn, kết cấu tinh khiết, sản lượng Thạch Anh tự nhiên hàng năm là hơn 500 tấn. Chiếm một nửa tổng sản lượng của toàn Trung Quốc, có hơn 300 doanh nghiệp chế biến Thạch Anh, pha lê tại đây. Nhiều người biết đến Đông Hải cũng là thông qua Thạch Anh. Ngoài ra, Liên Vân Cảng còn có một trụ cột chính trong nền kinh tế, giá trị niêm yết thị trường của nó đứng đầu Trung Quốc, đó chính là ngành dược phẩm. Năm 2020, trên thị trường bảng xếp hạng giá trị của các công ty dược phẩm thì giá trị thị trường của các công ty dược phẩm tại Liên Vân Cảng đã vượt quá con số 700 tỷ tệ, tức là hơn 100 tỷ đô. Vận Hà Minh Châu, đây chính là Tú Thiên của Giang Tô, trong lịch sử Tú Thiên còn được gọi là Hạ Tương hay Tú Dự, là địa cấp thị thuộc vùng đô thị Từ Châu, thành phố cốt lõi trong khu sinh thái kinh tế Giang Hoài, thành phố dọc theo chính sách vành đai một con đường. Tú Thiên có hơn 5.000 năm văn minh và 2.700 năm lịch sử hình thành. Đã từng là đô thành của Trung Ngô, được biết đến là gốc rễ của văn minh Hoa Hạ và văn minh Giang Tô, cái nôi của văn hóa Sở Hán. Sáu lần Càn Long du ngoạn Giang Nam thì năm lần đó có dừng lại nơi đây. Hạng vũ bá vương của nước Tây Sở cũng là người Tú Thiên. Quê của ông ngày nay nằm ở phố Ngô Đồng, quận Tú Thành của thành phố Tú Thiên. Nơi đây là nhà thờ tổ tiên của dòng họ hạng ở Trung Quốc, với chủ đề hạng vũ và văn hóa dòng họ hạng đã trở thành một địa chỉ du lịch văn hóa kết hợp với kiến trúc cung điện và phong cách kiến trúc sân vườn. Tú Thiên cũng là một trong những cái nôi của văn hóa rượu với danh hiệu là thủ phủ rượu của Trung Quốc. Rượu Dương Hà nổi tiếng nằm tại Tú Thiên có nguồn gốc và lịch sử lâu đời. Trong thời Tùy Đường và Minh Thanh nó được chọn làm rượu cống nạp cho vua chúa. Năm 2009, Kinh Đồng đã cố gắng hết sức để khắc phục trung tâm dịch vụ khách hàng ở Tú Thiên. Sau đó, Do kinh đông dẫn đầu các công ty lớn khác như Xiaomi đã tới đây đầu tư, thu hút hơn 500 công ty công nghệ và biến tú thiên trở thành trung tâm cuộc gọi kinh doanh lớn nhất Trung Quốc. Những công ty này biến tú thiên thành thành phố thương mại điện tử nổi tiếng. Có khoảng 24.000 nhà cung cấp trên các sàn thương mại điện tử tại tú thiên. Năm 2021, trung bình mỗi giây tại tú thiên có khoảng 18 lượt chuyển phát nhanh được thực hiện. Vạn quyền sinh thái hoa, thiên niên vận hà đô. Đây chính là Hoài An của tỉnh Giang Tô. Hoài An cổ danh là Hoài Âm. Nằm ở vùng tam giác sông Trường Giang, nằm trên con sông Hoài của dãy núi Tần Lĩnh, đường phân chia giữa miền Bắc và miền Nam của Trung Quốc, là thành viên của vùng đô thị thành phố Nam Kinh. Trong lịch sử, Hoài An cùng với Tô Châu, Hàng Châu, Dương Châu được xem là bốn đại đô thị ven sông Đại Vận Hà. Là nơi giao thoa giữa miền Nam và miền Bắc Trung Quốc, được coi là vận hà chi đô, là một trong những cái nôi chính của ẩm thực Hoài Dương. Ẩm thực Hoài Dương với dương là lưu vực sông trường giang được đại diện bởi khu vực dương châu còn hoài là lưu vực của sông hoài được đại diện bởi khu vực hoài an ẩm thực hoài dương là một trong bốn nền ẩm thực lớn của nền ẩm thực truyền thống trung quốc nó bắt đầu từ thời kỳ xuân thu phát triển mạnh mẽ vào thời tùy đường và hưng thịnh vào thời minh thanh được mệnh danh là đông nam đệ nhất mỹ dự các món ăn chủ yếu làm từ những sản vật tươi ngon đến từ sông hồ nơi đây để làm nguyên liệu chính hoài an là một nơi địa linh nhân kiệt Chu Lai, thủ tướng đầu tiên của Trung Quốc, Hàn Tín một danh tướng của nhà Hán là người Hoài An. Nhà văn nổi tiếng Ngô Thừa Ân với bộ Tây Du Ký cũng là người sinh ra tại Hoài An. Ba trong bốn tứ đại danh tác nổi tiếng của lịch sử Trung Hoa cũng được sinh ra tại Hoài An. Địa cấp thị tiếp theo của Giang Tô là Diêm Thành. Trước đây còn gọi Diêm Thành là Biêu Thành. Huyện Diêm Độc được xây dựng vào năm thứ sáu của cao đế nhà Tây Hán. Sau này đổi tên thành Diêm Thành vì do sự hình thành của nhà máy muối xung quanh thành với chữ Diêm Nghĩa thuần Việt là muối. Diêm Thành là một thành phần trong khu vực đồng bằng sông Trường Giang. GDP của Diêm Thành năm 2022 đạt 707 tỷ nhân dân tệ, nó tương đương với tầm 109 tỷ đô tùy theo tỷ giá. Diêm Thành là thủ phủ của vùng ngập nước phương Đông, xếu và nai là hai loài động vật nổi tiếng khắp thế giới tại đây. Đây là môi trường sống lý tưởng cho các loài chim và động vật tự nhiên, đồng thời là di sản thiên nhiên thế giới duy nhất của Giang Tô, môi trường sống của chim di cư biển Hoàng Hải có hơn 600 loại thực vật và hơn 400 loài chim, trong đó có nai sừng tấm, xếu đầu đỏ. Diêm Thành là địa cấp thị có diện tích lớn nhất của tỉnh Giang Tô và là địa phương duy nhất không có núi. Bạn hãy tưởng tượng một vùng đất rộng gần 17.000 km vuông nhưng lại không có ngọn núi nào thì nó thuận lợi cỡ nào. Điểm cao nhất của địa hình Diêm Thành là một bờ kè của sông bị bỏ hoang. Nó chỉ cao 12,7 mét so với mực nước biển. Ngoài ra Diêm Thành còn có công viên mê cung rộng nhất thế giới được tạo từ việc trồng cây có diện tích 35.000 m2. Nó được tạo hình thành một con nai sừng tấm, biểu tượng của thiên nhiên Diêm Thành, tạo nên từ 40.000 cây thạch nam lá đỏ, hay còn gọi là Red Tip Fortinia. Thi họa xấu Tây Hồ, nhân văn cổ Dương Châu. Tiếp theo chúng ta đến với Dương Châu. Dương Châu được gọi là Quảng Lĩnh, Giang Đô, hay là Duy Dương vào từng giai đoạn lịch sử. Lịch sử hình thành của Dương Châu đã có từ năm 486 trước công nguyên, là thành viên của vùng đô thị thành phố Nam Kinh là nhóm thành thị trong tam giác đô thị sông Trường Giang. Dương Châu là chi đô mỹ thực của thế giới, nằm trong vùng của con kênh đào Đại vận Hà. Đây cũng là một trong những cái nôi của ẩm thực Hoài Dương. Dương Châu cái tên này không còn quá xa lạ, cơm chiên Dương Châu không chỉ nổi tiếng khắp Trung Quốc mà ở khắp Sài Gòn cũng dễ dàng bắt gặp. Từ ngày xưa đã có vô số thơ ca ca ngợi Dương Châu, có thể kể đến những nhà thơ như Đỗ Mục, Từ Ninh, Lý Bạch cũng đã từng viết về Dương Châu. Dương Châu có số tây hồ nổi tiếng nhiều người thường so sánh nó với Tây Hồ của Hàng Châu. Đây cũng là biểu tượng trên danh tiếp của Dương Châu. Giang Nam Giai Lệ Địa, Kim Lăng Đế Vương Châu. Đây chính là cố đô Nam Kinh, Nam Kinh gọi tắt là Ninh, trước đây còn được gọi là Kim Lăng hay Kiện Khang. Đây là thủ phủ của tỉnh Giang Tô, là một thành phố cấp tỉnh, trung tâm của vùng đô thị Nam Kinh, nằm gần sông gần biển, phía đông của Trung Quốc. Đây cũng là trụ sở của Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông của Trung Quốc. Nam Kinh là một thành phố lịch sử và văn hóa quốc gia hàng đầu, nơi sản sinh ra nền văn minh quan trọng của Trung Hoa. Từng là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa ở miền Nam Trung Quốc một thời gian dài. Từng là kinh đô của nhiều triều đại phong kiến Trung Hoa như Ngô, Tề, Lương, Đông Tấn, Tống, vân vân. Nam Kinh là cái nôi của văn học và giáo dục. Tương truyền rằng, vào thời Minh Thanh, hơn một nửa số trạng nguyên đến từ Giang Nam Cống Viện tại Nam Kinh. Tính đến năm 2020, Nam Kinh có 68 cơ sở giáo dục cấp bậc đại học và 8 trong số đó thuộc vào nhóm 211 và có 2 trường thuộc nhóm 985 là Đại học Nam Kinh và Đại học Đông Nam. Thế mạnh về giáo dục cũng thuộc top đầu của Trung Quốc. Nam Kinh còn là thành phố du lịch nổi tiếng. Nếu bạn đến Nam Kinh, bạn có thể đến chùa Kê Minh để cầu nhân duyên, đến Đài âm nhạc để xem bồ câu, đến Hồ Huyền Vũ để ngắm hoàng hôn, đến đường Lang Viên để xem hàng cây ngô đồng đến thăng cung điện của Tống Mỹ Linh, đến thăng lăng Tôn Trung Sơn, quốc phụ của Trung Quốc, vân vân. Nam Kinh còn có một đặc điểm khác, người ta nói rằng không có con vịt nào có thể sống sót bước ra khỏi Nam Kinh. Người Nam Kinh rất yêu thích ăn thịt vịt, theo thống kê không đầy đủ, người Nam Kinh có thể ăn 100 triệu con vịt mỗi năm, trung bình một người ăn hơn 10 con vịt mỗi năm. Người ta cũng nói đùa là Nam Kinh không chỉ là thủ phủ của Giang Tô, vì vị trí Nam Kinh được bao vây bởi An Huy tại mọi mặt, ngoài ra còn có bốn thành phố ở An Huy nằm trong vùng đô thị của Nam Kinh. Ngay cả Nam Kinh cũng đã bắt đầu xây dựng tàu điện ngầm đến với những thành phố đó. Thiên cổ Giang Sơn, Mãn Nhãn Phong Quang Tiếp theo chúng ta đến với Trấn Giang. Trấn Giang được gọi là Kinh Khẩu, Nguyễn Châu hay Nam Tử vào thời xưa. Nằm trong khu vực đồng bằng sông Trường Giang, Trấn Giang cũng là một thành phố trong số các thành phố của vùng đô thị Nam Kinh một phần quan trọng trong quần thể đô thị sông Dương Tử. Dương Tử và Trường Giang hai cái tên này nhiều báo chí hay đưa tin một cách khá lộn xộn. Sông Dương Tử tức là khúc hạ lưu phần từ Nam Kinh cho đến Thượng Hải. Có lẽ sau này mình phải làm thêm một video về nó để giải thích thêm. Vào thời Trung Hoa Dân Quốc, Trấn Giang là thủ phủ của tỉnh Giang Tô, còn Nam Kinh là thủ đô. Đây là một thành phố có lịch sử văn hóa lâu đời, theo lịch sử nó đã có hơn 3.000 năm xây dựng cũng có nhiều điểm du lịch ở Trấn Giang. Trong số đó, danh tháng đỉnh Mao Sơn và Trấn Giang Tam Sơn là danh lam thắng cảnh cấp 5A. Mao Sơn là một ngọn núi đạo giáo nổi tiếng tại Trung Quốc. Đây là nơi ra đời của giáo phái thượng thanh của đạo giáo, được coi là đền thờ của giáo phái thượng thanh của các đạo sĩ. Còn Trấn Giang Tam Sơn bao gồm Chỉ Kim Sơn, Tiêu Sơn, Bắc Cố Sơn, Văn Sương Thủy Tú, Tường Thái Chi Châu. Đây là Thái Châu của Giang Tô. Thái Châu gọi tắt là Thái, còn được gọi là Hải Lăng trong quá khứ. Nằm ở giữa địa giới Giang Tô, Thái Châu từng là một huyện cấp thị thuộc thẩm quyền của Dương Châu, trở thành địa cấp thị của Giang Tô từ năm 1996. Thái Châu nằm trong khu vực đô thị trung tâm đồng bằng sông Trường Giang, một bộ phần quan trọng kết thành thành thị sông Dương Tử. Thái Châu là một thành phố lịch sử văn hóa cấp quốc gia của Trung Quốc. Nó có thể bắt đầu từ thời kỳ đầu tiên của triều đại Tây Chu hơn 2.000 năm trước hơn 700 năm trước Marco Polo đã đến thăm Thái Châu, khen ngợi rằng thành phố này không lớn lắm nhưng cuộc sống của người dân rất hạnh phúc. Ở Thái Châu thịnh hành văn hóa trà sớm, tại Thái Châu uống trà buổi sáng là một môn nghệ thuật, cũng là một phong cách sống. Truyền thống uống trà buổi sáng ở Thái Châu có thể tóm tắt như sau, nhất trà, tam điểm, nhất miến. Nhất trà chính là một ly trà. Tam điểm là ba món điểm tâm nổi tiếng tại Thái Châu gồm bánh bao, sủi cảo hấp, xíu mại nhất biến chính là một tô bún cá. Kinh tế của Thái Châu năm 2022 là 640 tỷ tệ, sắp xỉ 99 tỷ đô. Nghe thì có vẻ bình thường với một địa cấp thị tại Trung Quốc, nhưng nhìn vào diện tích nhỏ Thái Châu thì cũng không tầm thường. Nó chỉ có 3 huyện cấp thị và 3 quận, nhưng nền kinh tế của nó đã vượt qua phần lớn các thành phố khác ở Trung Quốc, thậm chí vượt qua một số tỉnh lỵ. Thông Giang đạt Hải Tân Nam Thông, Trung Quốc cận đại địa nhất thành. Đây chính là Nam Thông của Giang Tô. Nam Thông trước đây còn gọi là Thông Châu, hay còn được gọi là Tĩnh Hải hay Sùng Châu, là cánh cổng phía bắc của đại đô thị Thượng Hải, là một trong 14 thành phố ven biển mở cửa đầu tiên với thế giới bên ngoài của Trung Quốc, với lợi thế gần sông gần biển, vị trí lại nằm ở phía bắc của Thượng Hải nên có nhiều điều kiện phát triển. Nam Thông có lịch sử hơn 1.000 năm kể từ khi thành lập. Trong lịch sử văn hóa, khoa học và giáo dục cận đại của Trung Quốc, Nam Thông đã thành lập trường sư phạm đầu tiên bảo tàng dân gian đầu tiên, trường học dạy dệt may đầu tiên, trường dạy theo đầu tiên, trường dạy hí kịch đầu tiên. Được xem là thành phố hàng đầu trong thời kỳ cận đại của Trung Quốc, là một trong những thành phố trong câu lạc bộ nghìn tỷ tệ ở Trung Quốc. Năm 2022, kinh tế của Nam thông đạt 1.137 tỷ tệ, sắp xỉ 176 tỷ đô, đứng thứ tư tại tỉnh Giang Tô. Nam Thông cũng được biết đến là chi hương của ngành xây dựng Trung Quốc. Nhiều tòa nhà với kiến trúc tiêu biểu đã được xây dựng tại Nam Thông. Thống kê đến cuối năm 2020, tổng giá trị sản lượng của ngành xây dựng của Nam Thông cao tới 974 tỷ tệ. Dân số thường trú của Nam Thông vào khoảng 7,7 triệu người, nhưng số người tham gia vào ngành xây dựng đã đạt tới con số kinh ngạc 1,95 triệu, tức là cứ có 4 người thì có một người làm trong ngành xây dựng, trung bình một gia đình có một người làm trong ngành này. Trong số 500 doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Trung Quốc thì có 14 công ty của Nam Thông được liệt kê. 11 công ty đứng đầu trong lĩnh vực xây dựng tại Trung Quốc. Ngoài ra Nam Thông cũng đã đạt được 115 giải thưởng Luban, giải thưởng cao nhất trong ngành xây dựng Trung Quốc, đứng đầu trong số các địa cấp thị. Nam Thông còn là nơi sản sinh ra ngành dệt may thời kỳ cận đại Trung Quốc. Nam Thông ra Phưởng Thành là một trung tâm dệt may, đứng sau đại lộ số 5 tại New York và Frankfurt của Đức. Sản phẩm dệt may của Nam Thông được xuất khẩu sang nhiều nước trên toàn thế giới. Tóm tắt lại Nam Thông trong một câu đơn giản, người đàn ông Nam Thông đã xây dựng kiến trúc Trung Hoa, phụ nữ nam thông khâu từng mũi chỉ để tạo nên ngành dệt may của Trung Quốc. Trung Hoa Long Thành, Giang Nam Thường Châu. Đây là Thường Châu của tỉnh Giang Tô. Thường Châu trong ấn tượng của người Việt là những trận cầu đầy cảm xúc của đội tuyển U23 Việt Nam vào năm 2018. Nhớ năm đó cả nước nghỉ làm, nghỉ học để ở nhà xe bóng đá nhưng tiếc rằng đội tuyển không giành được kết quả mỹ mãn. Tạm gác lại sân bóng này chúng ta tập trung vào câu chuyện về Thường Châu. Thường Châu còn được gọi là Long Thành, nằm ở phía nam của tỉnh Giang Tô, là một thành phố lịch sử văn hóa cấp quốc gia của Trung Quốc. Tùy văn đế khai hoang 9 năm, tức năm 589, là lúc bắt đầu có cái tên Thường Châu. Từ xưa đến nay Thường Châu đã là một nơi giàu có, địa giới không rộng, dân không đông, nhưng nền kinh tế không hề thấp. Năm 2022, kinh tế của Thường Châu đã đạt 955 tỷ tệ, sắp xỉ 148 tỷ đô. Nhiều người biết đến Thường Châu thông qua công viên khủng long tại Thường Châu. Đây là một khu du lịch tích hợp khoa học, giải trí, biểu diễn, lưu trú và mua sắm. Được mệnh danh là kỳ Jura của phương Đông, có 7 khu vực theo chủ đề trong công viên, hơn 50 khu vui chơi giải trí cực chất của dự án, 30 đến 40 buổi biểu diễn theo chủ đề với nhiều phong cách khác nhau. Ngoài ra, còn có Nam Sơn Trúc Hải, Thiên Mục Hồ, chùa Thiên Ninh Thiện, đều là những địa điểm du lịch không tệ tại Thường Châu. Ngô vận Cố Đô, Thái Hồ Tân Thành, đây là vô tích của giang tô vô tích gọi tắt là tích ngày xưa còn được gọi là lương khê hay kim quỹ nằm ở phía nam của tỉnh giang tô vùng nội địa đồng bằng châu thổ sông trường giang trên bờ bắc của hồ thái hồ nó được bệnh danh là viên ngọc của thái hồ vô tích là vùng đất của cá và lúa từ thời xưa vô tích được xem là cái nôi của ngành công nghiệp của trung quốc nơi sản sinh ra mô hình kinh tế miền nam giang tô Năm 2022 kinh tế của Votic đã đạt 1.485 tỷ tệ, xấp xỉ 230 tỷ đô, xếp thứ ba tại Giang Tô, xếp thứ 14 tại Trung Quốc. Ngành khoa học công nghệ của Votic rất mạnh, có hơn 200 máy in thạch bản để sản xuất chip tại Trung Quốc, thì có 100 chiếc nằm ở Votic. Còn chip đầu tiên của Trung Quốc cũng ra đời ở Votic, nhà máy Votic 743 đã sản xuất ra nó. Votic là căn cứ của ngành dệt lụa Trung Quốc. Vào những năm 1920 đến 1930 sản xuất tơ lụa của Vô Tích đứng đầu Trung Quốc. Vô Tích có một trường đại học thuộc nhóm 211 là Đại học Giang Nam. Còn có vòng đu quay bên Hồ Thái Hồ, một trong những địa điểm ngắm hoa đào đẹp nhất thế giới, thành phố Nghi Hưng thủ phủ gốm nổi tiếng tại Trung Quốc. Dưới thẩm quyền của Vô Tích là Giang Âm nằm thứ hai trong 100 huyện hàng đầu của Trung Quốc, thôn Hoa Tây được bệnh danh là thôn giàu nhất Trung Quốc cũng nằm ở đây. Vào những năm 1960, thôn Hoa Tây là một ngôi làng nghèo, Dân số trong làng là 667 người, tài sản cả làng chỉ là 25.000 tệ và các khoản nợ đã lên tới 15.000 tệ. Sau khi cải cách mở cửa, sự phát triển của làng Hoa Tây đã đạt đến một tầm cao mới mỗi năm. Năm 2004, thu nhập tiền lương trung bình mỗi người của làng Hoa Tây đã là 122.600 tệ, là đâu đó khoảng hơn 400 triệu một năm, tương đương hơn 41 lần so với nông dân Trung Quốc và 13 lần so với dân cư thành thị. Năm 2017 làng hoa Tây đạt thu nhập gần 50 tỷ nhân dân tệ. Ngay từ năm 1999, cổ phiếu của làng hoa Tây đã được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến. Đây là cổ phiếu nông thôn đầu tiên ở Trung Quốc. Năm 2010, làng hoa Tây đã chi 90 triệu tệ để mua hai máy bay trực thăng từ Mỹ và Pháp. Năm 2011, người dân làng hoa Tây mỗi nhà đã đầu tư 10 triệu tệ, tổng cộng 3 tỷ tệ để xây dựng khách sạn quốc tế Long Hy cao 328 mét. Lên tầng 60 của khách sạn này sẽ thấy kho báu con trâu của làng trị giá 300 triệu tệ được đúc bằng một tấn vàng. Thủy mặc Giang Nam, Tú Mỹ Cô Tô. Cuối cùng chúng ta cũng đến với Tô Châu, địa cấp thị mạnh nhất tại Trung Quốc. Tô Châu gọi tắt là Tô, ngày xưa còn được gọi là Cô Tô, Bình Giang. Tô Châu phía đông là Thượng Hải, phía nam là Chiết Giang, phía tây bao bọc Thái Hồ, phía bắc là sông Trường Giang. Là một trong những thành phố văn hóa lịch sử cấp quốc gia đầu tiên tại Trung Quốc với gần 2.500 năm lịch sử, nơi đây là một trong những nơi sản sinh quan trọng của nền văn hóa Hoa Nam, được mệnh danh là nhân gian thiên đường Mỹ Dự. Tô Châu đã là một khu vực giàu có từ thời cổ đại. Năm 2022, kinh tế của Tô Châu đã đạt 2.395 tỷ tệ, sắp xỉ 370 tỷ đô, đứng đầu tỉnh Giang Tô, đứng thứ 6 tại Trung Quốc, vượt qua hầu hết các tỉnh lị của các tỉnh khác tại Trung Quốc. Ở đây còn có thị trấn giàu nhất Trung Quốc. Ngọc Sơn có GDP đạt 100 tỷ tệ đâu đó 15 tỷ đô, huyện cấp thị giàu nhất Trung Quốc, Côn Sơn có GDP đạt khoảng 500 tỷ tệ, trên dưới 75 tỷ đô, huyện cấp thị giàu thứ ba của Trung Quốc cũng nằm ở đây, huyện Trương Gia Cảng. Năm 2022 GDP đạt khoảng 330 tỷ tệ, trên dưới 50 tỷ đô. Xem xong các số liệu này thì mình cũng chỉ thoát nên một câu là giàu, thực sự giàu. Mặc dù kinh tế của Tô Châu cao như vậy, nhưng có một điều rất lạ đó là Tô Châu không có sân bay. Những sân bay gần nhất là sân bay Tô Nam Thạc Phóng và sân bay quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải. Nhưng sân bay Thạc Phóng lại nằm tại Vô Tích, trước đây là một sân bay của không quân. Năm 2010, tỉnh Giang Tô và thành phố Tô Châu đã lần lượt rót vốn vào nó, kể từ đó sân bay trở thành ba bên tỉnh Giang Tô, thành phố Vô Tích và thành phố Tô Châu cùng xây dựng. Tô Châu còn có một số sân bay quân sự và sân bay trực thăng khác, nhưng đều không phải là dành cho dân dụng nếu bạn muốn đến tô châu thì phải đi qua một trong hai sân bay này để có thể thuận tiện di chuyển nhất tô châu được mệnh danh là thành phố của những lâm viên lâm viên tô châu đại diện cho lâm viên tư gia của trung quốc các lâm viên cổ điển như thế này tại tô châu cũng chính là những gì chúng ta nói về lâm viên tô châu những lâm viên cổ điển nằm trong thành phố tô châu là di sản văn hóa của thế giới lâm viên tô châu đã có từ thời xuân thu phát triển mạnh vào thời đường và thịnh vượng vào thời nhà tống hưng thịnh vào thời minh thanh chùa Hàn Sơn bên ngoài thành phố cũng nổi tiếng. Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự, dạ bán trung thanh đáo khách thuyền, chùa Hàn Sơn nằm tại quận Cô Tô của thành phố Tô Châu được xây từ thời Nam Triều. Trong lịch sử, chùa Hàn Sơn từng là một trong 10 ngôi chùa nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc, có nhiều di tích lịch sử ở trong chùa. Tô Châu còn nổi tiếng với cổ trấn, cổ trấn Chu Trang là một trong những cổ trấn đẹp nhất Trung Hoa, đại biểu cho những cổ trấn thơ mộng của Giang Nam với những cây cầu và dòng nước và những di sản văn hóa khác tạo nên một thành phố di sản Tô Châu. Muốn hiểu thêm về chi tiết của Tô Châu bạn có thể xem lại video mà kênh đã làm trước đó. Giang Tô có một lịch sử lâu đời và nền văn hóa thịnh vượng, khoa học và giáo dục được phát triển, nền kinh tế chủ phú. Giang Tô đang bùng nổ sức mạnh to lớn của mình để chiếm lấy vị trí nền kinh tế thứ hai tại Trung Quốc. Đây chính là Giang Tô. Nếu các bạn thấy video hay hãy nhớ đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất nhé xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo